Như là nghề bắt cá, như là cái đi bắt cá ông anh vừa lại đánh 7 lần không cho đi, bởi vì dạy mày đi học đại học là đi tượng như vậy, dạy đi tất cả, nếu tất cả ai ta được cũng lao đảo. Lần sau cháu hiểu, chỉ lần sau mới lần trước được, tí nữa tôi hỏi anh Sơn ơi. Với bác Sơn bác cứu sống thì nói chung là cũng không có bác Sơn thì nó cũng ngoẽo rồi, đâm ra cũng cụt chân thôi. Sao mà bị cụt chân đấy? Đấy là một con bò đi thằng bạn nên để chơi. Mình dùng hơn 100 xe máy các loại cổ quái mà không bao giờ được gì. Cả ô tô đi phụ xe tải mấy chục năm. Hôm nay có một xe máy ở nhà nó cứ bắt ngồi lên xe của nó. Thế đi đâm con bò cái nên là bị tan con đìa chân. Mình dùng đã đông đinh không ra của. Có bác Sơn thì bó bột nữa nhưng mà quả thứ hai này lại bị thằng ô tô cắn vào. Bò phải cắt. Bây giờ là chủ yếu ông Sơn ông bắt ở nhà đục tượng. Là không làm thì ông đánh. Và cũng không phải như mà nghĩ. Đi tắt thì về, ông đuổi hỏi mà có xây nhà này ông dỡ. Với bố bỏ ra 100 triệu bố cứ nút cụt chân này, đâm ra cũng nghĩ cũng đúng. Và không có ông Sơn này thì cũng chết, coi như là chết rồi anh hiểu. Đâm ra cũng coi như anh là coi như là thay quyền bố rồi, bố chết rồi. Tôi cứ nghe lời bác ở nhà đục, chứ đục thì em nghĩ rằng người đời bảo còn nghĩ mà chính ra đi ra đồng làm như mọi người thì có nhiều thu nhập hơn. Nhưng giờ nhà bắt buộc ở nhà, có cả cái ở nhà cũng cả cũng nhàn hơn cả. Nhưng gì ra giá tát thì ông không cho đi, bởi vì nếu thế thì làm sao có đẩy được cái cuộc sống của ông về tiềm năng của, chưa nói ăn chơi nhá, có hiểu. Nhưng một ngày em mà đi tát được đôi hạn 300-400 nghìn, 200-300 nghìn tiền cá thì giờ ở nhà đục tượng này cứ đường tháng rồi chả đâu hỏi cái gì, cũng nhiều bác bảo gì nghe đấy. Cái tập tập của hướng Yến không phải đi vào đâu. À, Yến là ai ạ? Vợ. Vợ cả hay vợ hai? Thế sao bây giờ chị đâu rồi? Dư luận chết rồi nhưng mà biết được đi tìm. Chết á? Nhưng đấy những người mua cá vào thế chứ. Đây Hà Nội thì nhưng mà xuống suốt ngày chả bao giờ tìm thấy. Và chắc có thể là yếu quá. Nhưng mà nếu thế thì ông bà phải báo thôi chứ. Nhưng mà thực ra là không thể biết thế nào. Chị không về nhà mà bố mẹ đẻ đâu đúng không? Thấy bà ở đây nhưng mà những người bà chết rồi nhưng thấy bà chỉ báo cho ông Vũ Sơn. Không thể xuống đấy tìm, không ai bị bảo biết ở đâu. Thế đang ở với anh tại sao chị lại đi lúc tục? Mẹ vợ không ở. Bởi vì thấy bà sống không... Bấp bênh hả? Bấp bênh kiểu không đủ điều kiện. Cứ đặt rồ kiểu nói cho vui nhưng mà nghĩ cuộc sống. Chỉ nhớ là tránh xa thế gian này làm cái gì? Ra đảo ở thì vẫn như thế. Đến trốn đánh cuộc đời như mà bia đen cũng vẫn để chết, chống nào được. Ở Việt Nam này, đến sang Mỹ chả chống thôi chứ nói. Nhưng có loại các nhà văn nhà báo thì cũng như mình làm tượng, muốn nói gì nói. Miễn sao là mình phải sống được đã. Em thấy anh nói toàn từ khôn ngoan, sao lại bảo là ý điên nhỉ? Thế mới gọi thầy thượng, biết thế chứ mà. Nhưng mà đóng ngọc bỏ ngoặc, nhưng mà những người bị mất kéo bây giờ bảo điên thật à? Đấy nhiều người nghi ngờ thật nhưng mà nó năng thế này bảo điên thì không hiểu được cái sống. 4 triệu gầu để lấy tiền để mua vải vẽ mua mộc vũ vẽ chả làm cái gì mà bảo điên thì người điên tắt được 4 triệu thùng. Thế cái thùng cao 2 mét chiều cao rộng 24 mét chiều sâu mà tắt trong 2 ngày 27-28 tết để lấy tiền để ăn tết nhưng làm cho người điên là tắt được. Mà nói câu nào thừa mà nghĩ thầy tượng bảo, cứ gặp cổng trường thì thầy tượng bảo em điên, nghĩ bảo thôi cũng nành nhà ai nhưng mà công nhà văn thì viết bằng chữ rồi, anh em họa sĩ và nghệ sĩ thì viết bằng nét, thay cho câu nói thay cho bài hát nó như thế thôi. Đấy những kiểu cờ bạc kiểu kia lại kiểu khác.
Các cụ mà thiếu có chuyện làm quà như ở đời người thôi chả giúp được cái gì, nó phết cho đỡ buồn. Buồn thật. Ôi kẹo.